Hi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một nơi gọi là Hiểm Mà Bẻo. Ha, Hiểm Mà Bẻo á là nó nằm ở quý thuộc Scandinavian Commune. Nó cách nhà mình khoảng 40 cây thì không xa lắm. Nhưng mà tại vì cái chỗ này rất là đẹp, cho nên mình muốn dẫn cho những các bạn muốn đem camera đến quay phim để cho các bạn coi. Nhưng mà các bạn biết không, thực ra vào tháng 2 á, là không phải cái thời gian mà mình để đi thăm cái chỗ này. Bởi vì vào tháng 2 người ta không có mở cửa. Nhưng mà bởi vì ngày hôm nay các bạn nhìn nè, ngoài trời á, nó rất là trong, trong lắm luôn. Nó rất là sáng, sáng lắm. Cho nên mình nghĩ đây cũng là một cái dịp tốt để mà mình lên đó mình tham quan. Bởi vì cái chỗ trên này á, mình nghe người ta nói rất là đẹp và có nhiều cây cối và sông. Thực ra cái mùa này cũng không có cây cối, nó cũng chưa có lá gì đâu. Nhưng mà mình để coi, lên trên đó coi nó như thế nào ha. Bây giờ mình đi. Thì mình vừa tới nơi nha các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng coi trên đây có cái gì đẹp. Như mình đã nói, hiện giờ là mùa đông, tháng 2 người ta không mở cửa cho mình lên cái tháp. Nhưng mà mình sẽ đi xung quanh đây. Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều chỗ để coi. Bây giờ mình đi ha. Bạn nào mà lên đây chơi nè, mà muốn qua đêm á, thì người ta có một cái khách sạn ngay cái chỗ địa điểm này luôn. Thì mình có thể lên trên đây ngủ qua đêm và ở lại để mà ngày hôm sau mình có thể đi vòng vòng trong cái khu này. Bởi vì cái khu này thật ra mà nói nó rất là lớn các bạn, lớn lắm. Ở đằng sau cái khách sạn này là mình nghĩ là bờ sông đó, rất là đẹp. Cho nên người nào mà ở xa thì có thể ở lại khách sạn và ngày hôm sau có thể tham quan thêm nhiều hơn. Ở đây là bãi đậu xe nè các bạn. Thì theo mình vừa trả tiền á, thì ở đây người ta tính là 10 đồng trong một tiếng đầu tiên, 10 đồng tiền ăn mặt á. Sau đó cứ mỗi tiếng người ta sạc 7 đồng. Bây giờ mình muốn ra cái tháp coi, để coi nó nằm góc nào. Trước mắt là đã thấy là người ta chỉ ở đây rồi, cái theo đi hướng này. Và ở trên đây có cả luôn mấy cái bản đồ. Thì mình sẽ đi theo cái hướng người ta chỉ để ra cái khu mà có cái tháp. Ở trên cái xung quanh cái khu này nè các bạn, có nhiều người mà người nào thích đi gọi là xe đạp địa hình đó, thì có thể lên trên đây có rất nhiều nhiều đường cho xe đạp chạy, rất là thú vị. Người ta nói xung quanh cái Hiểm Mà Bẻo này á, có rất là nhiều cái khu di tích. Đây nè, đây có một cục đá có một tên, đây là chắc
tên của một người nổi tiếng. Và cái cây này được rào lại, các bạn thấy không, hiếm có chỗ nào ở Đan Mạch mà. Đan Mạch thì có rất nhiều cây, nhưng mà đặc biệt cái cây này có lẽ là rất là già. Nhìn cái gốc của nó có nhiều rêu và có những cục đá, và bốn cục đá xung quanh, và người ta rào dây xích lại. Thì ở đây mình thấy người ta để ngày 5 tháng 6 năm 1915. À, 5 tháng 6 chắc ngày Cổ Nó Lỗ, ngày Hiến Pháp. Và phía bên kia cũng có một cái tảng đá. Nhìn từ xa mình thấy ở dưới kia có một cái bờ sông rất là đẹp các bạn. Mình chắc chắn là mình sẽ đến cái chỗ này một lần nữa, nhưng mà sẽ vào mùa hè. Cái giờ mà người ta mở cửa thì mình có thể thưởng thức nó đẹp hơn. Tại vì lúc đó sẽ có nhiều cây xanh và thời tiết nó cũng ấm hơn. Đây nó có ghi là Hiếm Béo Tonnet, là cái tháp Hiếm Béo đi theo hướng này. Các bạn thấy không, ở mùa đông á cũng có một vài gia đình ở gần đây nè, có lẽ gần đây người ta dẫn con cái đến đây để mà chơi. Wow, ở dưới kia đẹp quá các bạn ơi. Mình nghĩ là vào mùa hè cái chỗ này chắc chắn sẽ rất là đông khách du lịch. Người ta nói là một năm đó, đón trung bình là 400.000 lượt khách nha các bạn, ở chỗ này nè. Đây có tượng của ông nào đây. Người nào mà đi với con nít hoặc là đi handicap, đi xe đẩy, xem bé thì có lẽ đi hướng này. Còn người nào mà thanh niên khỏe khoắn thì có thể đi theo hướng này. Ở trên này rất là cao các bạn à. Theo mình tìm hiểu thì đây là một trong những điểm cao nhất ở Đan Mạch, cao tự nhiên 147m so với mực nước biển. Ở trên này rất là cao các bạn à. Theo mình tìm hiểu thì đây là một trong những điểm cao nhất ở Đan Mạch, cao tự nhiên 147m so với mực nước biển. Wow, ở trên đây là quá lạnh luôn. Cái chỗ này là phải lên đây mùa hè chứ không phải mùa đông. À, cái tháp rồi các bạn. Người ta nói cái tháp này là 140 mấy năm rồi đây các bạn. Nó được trên đây thì có một cái view gọi là cực kỳ đẹp luôn. Để mình lên trên đây rồi mình để camera ra ngoài cho các bạn coi nè. Ở dưới đây là sông. Sông hay hồ vậy không biết nữa.
Wow. Nhìn từ xa có những cái con đường mòn ở bên dưới mà mình có thể là người nào khỏe thì có thể chạy xe đạp hoặc là chạy bộ. Hí Mà Bẻo là nằm ở một cái town tên là Huy, thuộc Scandinavian Commune nha các bạn. Hí Mà Bẻo thì nằm giữa, người ta nói nằm giữa Singapore và Huy. Trên đây có một quang cảnh rất là đẹp, đẹp lắm. Bạn nào mà qua Đan Mạch du lịch á, thì nên đến đây nha. Nếu mình chia sẻ điều này cho những bạn nào mà tương lai dự định đến Đan Mạch du lịch hoặc là đi du học hoặc là đi qua đây với gia đình thì cái chỗ này thuộc bán đảo Jutland nha. Thường thường khi mà các bạn xuống thì các bạn có thể là xuống bên Sealand, bên bán đảo Sealand là bên gọi là nơi mà các bạn hay nói là Copenhagen á. Nhưng mà để được đi đến chỗ này á thì các bạn phải chạy xe qua bên này. Trước đây mình cũng đã từng làm một cái vlog về Ái Bảo Nà Hội, thì các bạn có thể quay lại cái vlog đó mà coi, bởi vì Ái Bảo Nà Hội là một trong những địa điểm cao nhất ở Đan Mạch và ở đó cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình nghĩ theo quan điểm cá nhân thôi nha, nó không có đẹp bằng ở đây ở Hí Mà Bẻo, bởi vì Hí Mà Bẻo có một cái view nhìn ra bờ hồ bờ rất là đẹp. Khi mà người ta mở cửa thì mình có thể vô trong đây để mình đi lên cái tháp đó. Từ cái phía bên dưới cái ngọn tháp này, mọi người có thể ngồi ở đây nè, xong bắt đầu nhìn ra bờ sông rất là đẹp. Cái ngọn tháp này là cao khoảng 25 mét nha các bạn. Và ở đây mình thấy có một cái ống nhòm, nhưng mà phải bỏ tiền vô để thì nó mới hoạt động được. Thích chụp hình ha, lên đây là coi như là đứng góc nào cũng đẹp hết, rất là đẹp. Cảnh trên đây là rất là thơ mộng.
Hiện giờ thì gió rất là khủng khiếp các bạn ạ. Lý do mà mình đến đây vào ngày hôm nay là bởi vì cái tuần lễ gọi là bên đây gọi là tuần thứ sáu nè. Tuần này mình lấy vacation, lấy ngày nghỉ. Khi mà mình làm trong nhà nước á các bạn, làm trong commune á, mình được thêm một tuần lễ nữa. Có nghĩa là thường thường mọi người được ở Đan Mạch theo luật thì được 5 tuần ha, nghỉ nghỉ ngày nghỉ của mình, thì làm trong nhà nước thì mọi người được thêm 1 tuần đó, là năm cộng 1 tuần là 6 tuần, rồi tính luôn những ngày gọi là public holiday giống như là phục sinh, ngày lễ cầu nguyện, ngày Giáng sinh, ngày năm mới, rồi rồi những ngày khác nữa, Pinkster nữa. Nói chung Đan Mạch có rất nhiều nghỉ, thì cộng lại chắc cũng được 5, 6, 7, 7 tuần. Nhưng mà mình nghỉ hết rồi, thì quá dài nhiều rồi, cho nên mình lấy tuần này, sau đó mình còn thêm được khoảng 4 ngày nữa, mình còn dư 4 ngày nữa mình phải xài. Lên trên này và mà vào mùa đông đó các bạn, gió rất là dữ dội và lạnh lắm. Trên đây có một cái di tích nữa nè. Đan Mạch thật ra có rất nhiều chỗ đẹp các bạn ạ. Khi mà đến Âu Châu các bạn đi chơi, mọi người thường thường đi rất là nhiều nước. Nhưng mà khi mà đến Đan Mạch á thì các bạn nên tìm hiểu trước. Bởi vì ở Đan Mạch có rất nhiều chỗ đẹp. Bây giờ mình đi xuống các bạn ơi. Lạnh quá rồi. Hôm nay là một ngày không có mưa cho nên mình mới lên đây, và hôm nay mình check dự báo thời tiết trước rồi, trời rất là trong xanh, có chút xíu nắng cho nên mới lên trên đây để mà chơi tham quan, chứ nếu mà mưa thì mình không lên này. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm là khi mà mình vào cái khu hiểm mà béo này nè các bạn không phải mua vé gì hết á, chỉ là khi nào mà các bạn muốn lên lên trên cái tháp á, mà leo lên trên đó rồi nhìn lên lên trên cao để nhìn xuống á, thì các bạn phải trả tiền. Thì mình check trên website của họ, hình như là người lớn tốn 10 đồng. Các bạn có thể ngày hôm nay các bạn có thể trả bằng Mobile Pay, thẻ credit, thẻ nhà băng của các bạn đó, hoặc là trẻ em thì dưới 5 tuổi là miễn phí nha, không phải trả tiền.
mình mặc rất là kỹ, coi như là nón rồi khăn quàng cổ, vậy mà khi mà nói chuyện với các bạn cái môi nó muốn đóng băng luôn, lạnh quá. Dưới đây mình thấy có một cái nhà màu đen, không biết nó là để làm gì. Bây giờ mình xuống đây để coi ha. Người ta không có để cái bảng thông tin cho mình biết đây là cái gì. Bạn nào biết thì làm ơn comment bên dưới cho mình biết cái này là gì nha. Rất là lạ các bạn. Ở trên đây họ có khách sạn, có nhà hàng, có chỗ bán kem, ice cream đó các bạn. Nhưng mà vào mùa đông thì chỉ có khách sạn mở cửa thôi. Còn lại mấy cái chỗ mà người ta bán kiosk bán đồ thì đóng cửa hết rồi. Bạn nào có con nhỏ thì dẫn lên đây cũng hay lắm, bởi vì người ta làm một cái chỗ cho mấy đứa nít chơi nè. Thì đằng sau lưng mình, như mình đã nói, là cái hotel Himalbel. Bạn nào mà lên đây muốn thưởng thức ngắm cảnh trên đây lâu hơn thì các bạn có thể ở trong khách sạn này, và có thể ở đây bao lâu thì tùy thích, bởi vì ở trên đây rất là đẹp. Vậy ha, mình sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong vlog kế tiếp. Chào các bạn. Tay đỏ hết rồi nè.